Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Jimmy. Đừng quên cái quảng cáo cho mình ở giây thứ 10, khi video chạy đến giây thứ 10 cũng như là những quảng cáo ở đằng sau nữa. Hãy luôn luôn theo dõi và cái quảng cáo ủng hộ cho mình nhé. Buổi trưa hôm nay thì mình đã ra hoàn thành tất cả clip rồi. Có điều thì bạn Bình Thanh Bùi bãi có gửi nick cho mình rất là lâu, một cái ạc Tân Thế Giới và một cái ạc Đại Kim Vương. Rất là lâu, từ rất là lâu rồi mà mình lại quên mất, mình chưa sao được cho bạn, cho nên rất là mong bạn thông cảm cho mình. Bây giờ thì khung giờ này mình sẽ làm thêm một cái clip nữa dành cho bạn Bình Thanh Bùi, mình sẽ sau cái ạc Đại Kim Vương. Mong là các bạn xem clip này cũng ủng hộ mình y chang như Vô Tạc, cũng like video, subscribe kênh và kích quảng cáo cho mình ở mỗi giây hiển thị quảng cáo, giây thứ 10 phút 1 3 5 7 9 11. Rồi ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đặc biệt là bạn Bình Thanh Bùi là phải ủng hộ clip này đặc biệt nha. Mình là làm cho bạn rồi đó. Rồi ok. Còn bây giờ thì mình sẽ truy cập vào và sau sau ạc cũng như là test cái Đại Kiếm Vương cho bạn Bình Thanh Bùi. Rồi ok. Giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ok, giờ mình sẽ tiến hành vào Đại Kiếm Vương nha. Đây là một cái web game cũng khá là hay, mình đã từng làm một phần rồi. Các bạn có thể thấy ở bên đây là một thanh niên đang cầm kiếm và cưỡi một con chó gặm xương. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, bạn trên server nào mình quên rồi ta, để mình vào lại đi ạ. Rồi ok, theo như mình đã nhận được thông tin, giờ mình đã xem tin nhắn thì bây giờ mình sẽ vào server 31. Bạn chơi bên server 31. Đâu 31 đâu, 31 đâu, đâu rồi. Đây là 41. Đây 31 đây, 31 đây. Ui giời, server này sao? Rồi mình sẽ vô nha bạn. Rồi. Anh em chờ xíu cho nó lag game. Mới vào có một cặp tình nhân đang ôm nhau à. Có cả âm thanh đồ hung hăng vậy. Ui trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Âm thanh khá là sôi động nhưng mà không được. Mình cần phải xíu thôi, chắc là mình ui đánh với men kẹo. Ôi, bạn đang cưỡi cái con quái thú gì vậy? Ôi, thôi, bình tĩnh các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn cái con máy cưỡi này hơi bị đẹp luôn. Bạn đang cấp 81, lực chiến là 1 triệu à, 1 triệu đúng rồi. Ôi, cái kiếm kìa, nhìn cái kiếm với lại cái quả cầu Rubik bay bay. Cả con bét nữa. Ôi ơi, mình ui, đang nói với mấy con hồ ly nè. Ôi ơi, quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Ui, mình không thể nào mà không nói nó đẹp được, nó quá đẹp đi. Trời ơi, ui giời ơi, giờ thế này thì chơi bời gì. Rồi, để mình vào bét, chỗ bét coi, chỗ bét là chỗ nào, đây thú cưỡi nè. Ai, các bạn có thể thấy con bét cưỡi của bạn. Bạn nâng cấp chắc là hơi bị nhiều rồi đó bạn. Ui trời ơi, thế này thì chơi bời gì, bét thế này thì chơi bời gì. Ôi ôi, bét kìa, này kéo được không? Kéo được hả? Đó, các bạn có thể thấy một con bé rất là hung hăng, rất là đẹp luôn. Vì hiện tại các bạn nâng cấp rất là nhiều, các bạn có thể theo dõi ở đây. Đây, từng giai đoạn rất là... Ui, đâu phải. Rồi, đúng rồi, đây nè. Đây, các bạn có thể theo dõi ở đây nha. Ui, đây. Đây là con đầu tiên, bạn tự là một con chó đó. Một con cún con. Sau đó bạn sẽ nâng cấp lên hình dạng con thứ hai là con mèo. Giống như một con mèo. Đó. Và dạng thứ ba là một con ngựa lửa. Wow, rất là đẹp luôn. Và dạng thứ tư. Ồ, một con gấu à, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Và con gấu sau khi tên tiến quá sẽ lên con này, kỳ lân. Còn cấp tiếp theo nữa thì mình không có biết, chắc là mát luôn rồi quá, mình nghĩ là như vậy. Rồi hiện tại thì mình đang đánh với mấy con cáo này, không biết đánh làm cái gì đây. Và đồng đội hỗ trợ của mình sẽ có hai người, hai người đang cầm súng bắn như một vị thần á. Rồi ok. Ui trời, ghê ghê. Những cái kỹ năng thì hoàn toàn rất là đẹp rồi, đó là điều không thể nào chối cãi được. Bây giờ thì mình sẽ đi xem tiếp theo là thời trang. Thời trang của bạn ơi, có gì không? À, đây là thời trang hả? Ồ, bạn không có bốn bộ thời trang. Đây, giang hồ hành là thời trang này. Thời trang hoàng thành tướng là thời trang này. Hắc phong tước là thời trang này. Và bích lan là thời trang này. Wow, đây là thời trang tiếp theo nè. Nhìn rất là đẹp, nhìn bộ thời trang siêu đẹp luôn. Ngon. Rất là nhiều ở dưới nữa các bạn. Cái này đẹp nè. Ngạo bá. Quả phê, lân giáp. Rất là nhiều thời trang luôn. Tam tạng nữa. Tam tạng thỉnh kinh nè. Truyền thống tiếp nè. Tây phục là đồ này. Còn đạp tân là gì? Đạp tân là này hả? Truyền thống nữa. Vũ điệp. Rồi, rất là nhiều thời trang luôn. Tiếp theo là về đồng hành. Đồng hành thì bạn nó có hai con đó, như các bạn đã thấy. Đây là con đầu tiên, con Long Phu Nhân. Và con thứ hai là con này là con gì đây, Mộc Quận Chúa. Ngoài ra còn con Song Song nữa, con Song Song và con Nhu Muội nữa. Nhưng mà bạn không có chơi thì ta bạn chỉ ban hai con thôi, hai con Long Phu Nhân và con Mộc Quận Chúa. Có vẻ hai này là hai con mạnh nhất. Rồi ok, tiếp theo là về thời trang là mình coi rồi đúng không.
Kỹ năng hả? Kỹ năng này các bạn cũng biết rồi, nhân vật cái mình có cảm giác là cái vũ khí của bạn rất là đẹp. Đây, đó là vũ khí phải không? Tân binh hả? Ô, chung rất là nhiều thứ luôn các bạn ơi. U đâu 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 đâu, nó kìa. Đây, vào tân binh. Ô, cái vũ khí của bạn nè. Đây, các bạn có thể coi vũ khí của từng từng giai đoạn. Ồ, giai đoạn đầu tiên là cái kiếm laser màu xanh này. Đó. Tiếp theo là màu này, rất là đẹp. Tiếp theo càng đẹp hơn. Cái càng này càng đẹp. Ồ, cái này nó đẹp, đã đẹp rồi nè. Tiếp theo giờ còn đẹp hơn nữa. Trời ơi. Quá là phê, không biết tại sao. Mình không biết tại sao nãy giờ cứ đánh men cáo này riết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm dùng long mạch. Mình sẽ tăng cấp. Ôi, không đủ rồi. À, nhiệm vụ hàng ngày hả? Mình sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày, không được luôn. Phó ban liên server. Rồi, ok. Cái này là gì? Vào nhanh. Vào nhanh là sao? 4, 3, 2, 1. Không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà hình như là đang vô cái phòng gì đó. À, chắc là vô phòng. Rồi đi đánh boss bang hay sao các bạn? Chắc là vậy. À, chắc là vậy rồi. Đi vô chiến boss đi. Ui trời ơi, đây là con gì? Nó là con gì mà chúng ta phải sợ chơi nó. Riêng mình tới đánh cái có vẻ nhanh hơn các bạn ơi. Ui ma nó rút kìa. Ồ, quá trời người đánh luôn, chứ đâu phải có mình đâu. Nhưng mà mình đã giết rất là nhanh. Rồi, giờ chỉ còn 4 ống máu thôi. 4 ống máu thì làm được gì? Chết đi, chết đi. Rồi, 3 ống máu nha. Anh sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ui giời ơi, bao cỡ này ai chịu nổi. Còn 3 ống máu. Còn 2 ống máu. Nhưng mà rất là nhiều luôn. Mình thấy rất là nhiều đánh chứ không phải mình. Còn thanh niên kia cầm đao hung hăng đánh mình và sắp chết rồi. Chết đi, chỉ cần tránh những vòng đỏ dưới đất. À, tránh được mấy cái vòng này là được. Đã vượt xong, 28 giây sau tự động thoát. À, rồi, mình sẽ thoát. Đánh xong boss rồi thoát thôi. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đúng không? Đó, tiếp tục nè. Tiếp tục là gì? Ủa, cái này là gì vậy? Cái này là 60 hả? 60 mình đã đánh chưa ta? Ủa, mình đâu có nhấp gì đâu, sao tự nhiên nó vào vậy? Mình không hiểu gì chuyện gì xảy ra nữa. Rồi, vô đi. À, đánh thêm boss nữa, đừng nói lại boss nó nữa nha. Ôi trời ơi, boss nó nữa. Đánh hoài ấy. Chứ bơ gì, chứ bơ gì. Mấy boss ghẻ này thì làm cái gì. Rồi đánh luôn các bạn ơi. Ồ, đánh mấy cái vòng đỏ kìa. Nó chiếu cái điện xuống. Rồi, ok, hiểu rồi. Tí nữa mình sẽ đi với bạn bang cao hơn nhá bạn. Chứ bang này nó hơi thấp. Bang này gà quá. Boss này nó gà quá, nó yếu quá. Mình đánh vài phát sắp chết rồi. Ui, cái vòng đỏ kìa. Ui, gì nó đâu có đánh trúng mình đâu mà. Rồi còn một cái máu nữa là chết rồi. Bye bye nha em. Vậy là mình đã win. Úi trời, một vòng đỏ quá trời luôn kìa. Nhưng mà cuối cùng thì mấy cũng đã hy sinh rồi. Rồi mình sẽ thoát nha. Thoát ra giờ mình đi cái mới hơn. Đồng ý. Thôi đừng có đánh nữa. Thì mình sẽ vào cái bang cấp cao hơn. 60 thử coi. Bây giờ 60 không biết mình đi chưa. Mình sẽ đi cái 60. Ồ, 70, 70, 70. Đi cái 70 trước cái đã. Tạo phòng đi. Mình sẽ tạo phòng. Một mình đánh thôi cho nhìn cho nó rõ chiến đấu. Rồi ok, một mình thôi nhá bạn, rồi có ai muốn vào thì có thể vào. Ui trên cái cửa nguyên con rồng luôn kìa, đẹp dữ. Rồi đây có một mình thôi, một mình sẽ đánh với con boss. Ui giống như cửa Robin vậy, vài một mình đánh không biết có lại không nữa đây. Ôi boss này là boss gì mà sao nhìn ghê. Ôi ôi nhìn rất là hung hăng luôn các bạn thấy không, nhìn boss rất là hung hăng luôn. Cũng như là Nico Robin, bây giờ mình cứ tưởng Nico Robin đó. Dùng kỹ năng cho nó đi. 1, 2, 3 gì chơi hết đi. Đó, E, Y gì sử dụng hết. Chơi nó khô máu luôn. Đó, dùng hết, mình sẽ dùng hết tất cả kỹ năng mà có. Đó, kỹ năng lửa, kỹ năng đúp là gì. Mình cũng không biết kỹ năng đúp là gì nữa. Nó còn 4 cây máu nữa. Quy, quy là đốt lửa à. Chiêu 1 là gì, chơi luôn đi. Mình sẽ dùng max số 1 luôn. Rồi, mấy cái này dùng hết. Còn 3 cây máu, boss này có vẻ trâu các bạn ơi. Do lúc trước hồi nãy là có nhiều người đánh cho nên rất là nhanh, còn bây giờ có một mình đánh thôi cho nên rất là chiêu đó đẹp đấy. Hình như là chiêu 2, hay là chiêu 3, đúng rồi, chiêu 3, chiêu 3 hay chiêu 4 gì đó bạn. Chắc là chiêu 4 rồi. Ôi giời, bọn ghẻ này làm cái gì, chết đi. Bà đánh ghê quá bà ơi, bà cầm cái đao hay bà gì nó chém mình điên cuồng rồi, bà chết luôn rồi. Cuối cùng thì cũng đã win rồi. Yeah, lao lao với anh hả em, anh là vô địch đấy. Win nha các bạn, mình sẽ đồng ý. Thì bây giờ mình sẽ đi thêm một cái nữa.
Hiện tại thì còn một cái mình chưa đi đó là 60. 80 thì nào đi rồi, 90 chưa đi được. Còn giờ thì mình đi 60. 60 thì chắc là nhỏ hơn á, cho nên boss thì dễ đi hơn. Ok. Mình không hiểu tại sao cứ đánh mấy con cáo này hoài nha. Đánh để lên cấp hay sao á. Rồi, đây đây đây, cấp 60 như là một boss khác nữa. Ui sợ gì vậy? Mấy con này nhả nhép cản đường anh à. Cản đường anh này, chết đi, chết đi, chết đi, chết hết đi. Rồi, boss vẫn chưa xuất hiện. Dạ đây là boss. Ô, thanh niên cầm chì này lâu quá rồi mà mình chưa gặp lại. Khá là quen thuộc chứ có gì đâu. Rồi, mình sẽ dùng mát số bột. Cái này nó tự động rồi cho nên nếu có chiêu gì mới thì nó sẽ tự động dùng các bạn. Bạn ui, ném cái vòng đỏ ra nó không mất máu nó đại ca. Đại ca chơi, đại ca đánh không, đại ca không né kìa. Ui. Đớp. Cái này hình như phải dùng kỹ năng long mạch. Đúng rồi, chưa dùng được hay sao á. Mình giờ chỉ phụ thuộc vào 1 2 3 4 thôi, kỹ năng 1 2 3 4 thôi. Ta nên cầm chì này gãy ngứa cho mình chứ làm gì được các bạn. Ôi xài ơi, không xin nha. Số 2 nè. Số 2 là chọc chọc mấy cái kiếm đó các bạn. Còn số 3 là cái vòng lửa sao đó? Theo mình nhớ là vậy. Hôm trước mình làm bắt một mình cũng đã có một clip rồi, rồi mình cũng có biết kỹ năng rồi. Rồi chết. Win rất dễ dàng. Rồi giờ mình đi luôn cái phát bạn 50 thử coi thế nào. Ui cũng nhận được quá trời phần thưởng nè bạn. Tiếp theo là các bạn 50. Ui 50 là cái đầu tiên. Chắc là nó sẽ yếu hơn nữa. Rồi ok, chiến đấu luôn nha. Teo 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 teo, vô đi vô đi. Rồi xong. Cái này một khung không gian mới nữa. À đây là boss hả? Úi trời, tôi ngộ không. Rất là giống ngộ không luôn nhưng mà có điều anh tên là Ngao Bái. Ngao Bái hả? Thích Ngao Bái không? Ai chết rất là nhanh luôn các bạn ơi. Rồi, mình chưa kịp làm gì đã chết queo rồi. Rất là mạnh luôn. À, giờ mình không biết đi phó bạn ở đâu nè. Có phó bạn không ta? Đây nè, nhiệm vụ gì nè? Tay yêu tăng là cái gì? Để mình đi tìm tay yêu tăng cái. Đó, đang cưỡi đi rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn nó cưỡi đi rất là đẹp luôn. Quá phê, quá phê. Nhìn mét cưỡi đẹp ghê bạn. Nãy có cái thanh niên kia cưỡi nguyên con rồng nữa. Rồi, ai gọi mình vậy? Ok, mình đã quay trở lại đây. Nãy có một bạn gọi cho mình. À, giờ mình sẽ tiếp tục nha. À, vậy là tay yêu tăng là đánh mấy con này đúng không? Đúng rồi các bạn, đánh mấy con này đủ 20 con là mình có nhiệm vụ. Giết nó đi, giết nó đi. Trời ơi, điên cuồng anh cân hết. Anh là châm thiên hạ, anh cân cả thế giới. Chơi nó đi, chơi nó đi, chơi nó đi, chơi nó đi. 17 con rồi, 17 con rồi, 19 con. Rồi, 20 con, đủ. Có nhiệm vụ rồi. Rồi, xong. Chúng ta sẽ nhận thưởng được thôi. Bây giờ là chú Lăng V. Ở đây là tay yêu tăng, giờ là chú Lăng V. Chú Lăng V hay chú Lăng Vệ đó mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà không biết là con gì. Mình đang vượt qua biết bao nhiêu sóng gió bao. Ôi ơi, thanh niên kia cũng có con kỳ lân giống mình kìa. Hai hai bạn luôn, hai bạn có giống mình luôn. Trời ơi, mình vượt, mình đèo xong lội suối, mình leo núi để mình đến đây. Trời ơi, giết đi. Ồ boss gì kìa, boss gì kìa. Con boss gì kìa. Không phải mấy con này luôn à. Rồi vậy là mấy con này, đúng rồi chính xác. Giết ở đây. Chú Lăng V là mấy con này đó hả? Thấy hơi lạ nha. Chém nó đi, giết nó đi, mày láo mà con. Chó chó chó. Skill đẹp và trưởng luôn, cả kỳ lân cũng đẹp nữa bạn. Ở trong game này thì cũng khá là hay. Một cái game khá giống Võ Lâm Truyền Kỳ đấy. Mình đã có một clip là bắt buộc rồi cho nên anh em nào mà chưa xem thì có thể vào kênh của mình tìm nha. Hoặc là các bạn chỉ cần nhấp đơn giản là vui tặc Dinh Mi game Đại Kiếm Vương đó. Nhưng mà các bạn nhớ thêm cái chữ ở đầu là vui tặc Dinh Mi nha. Tại vì đó là cái kênh của mình thì các bạn tìm sẽ dễ hơn. Rồi. Mong là clip này các bạn cũng sẽ ủng hộ mình, like video, subscribe và coi như là cái quảng cáo cho mình thật là nhiều. Cũng như là tất cả các clip luôn. Anh em xem hãy ủng hộ cho mình bằng việc kích quảng cáo nha. Rồi xong. Bây giờ gì nữa đây? Hổ Lăng V 25 con nữa hả? Thôi được rồi. Clip tới đây thôi. Cảm ơn bạn Bình Thanh Bùi đã gửi đặt này cho mình cũng như là mình đã sau cho bạn thành công. Cấp 81 lực chiến là 1 triệu. Và thật sự là nó rất là mạnh luôn các bạn ơi. Rất là mạnh khủng khiếp luôn. Ui lần này đánh với mấy cái con này, con cầm cung. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chò, 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 bà tà leo, bè luôn rồi. Rồi, ok, tuyệt vời. Thì là mình đã sao thành công cho bạn. Bây giờ thì chắc là mình kết thúc clip được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Đừng quên like video, subscribe kênh và kích quảng cáo thật nhiều cho mình. Rồi, để mình nhận quà anh like đã. Yeah, nhận thành công rồi nè. Kinh nghiệm rồi mạng gì đây, nhận luôn. Rồi. Có cái gì nhận được chúng ta nhận thôi.
thẻ vàng khóa gì mình không biết, mình không dám mở đâu. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Bye bye anh em nha. Nhớ kích quảng cáo cho mình nhiều nha. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Đập mẹ đi. Cái lùn nhây lắm nha.